Kính chào thầy cô và các bạn, hôm nay em xin trình bày chủ đề thức ăn robotics, trọng điểm chăm sóc sức khỏe, tinh thần và sắc đẹp. Cổ đại con người đã biết chế tạo và sử dụng thực phẩm robotics, chúng vô cùng có lợi cho sức khỏe chúng ta. Vậy robotics là gì? Robotics là hệ vi sinh sống bao gồm vi khuẩn và nấm men có lợi cho sức khỏe bằng cách thúc đẩy sự tăng trưởng hệ vi sinh vật trong ống tiêu hóa. Các robotics trong cơ thể chúng ta giống với các vi sinh vật được nhìn thấy trong thức ăn, nước uống và lên men như sữa chua, kefir, dưa cải. Ngoài ra còn có các robotics tổng hợp trong thực phẩm chức năng như granola, sinh tố. Vậy lợi ích của robotics là gì? Hệ tiêu hóa khỏe mạnh cần có 85% lợi khuẩn trong. Chúng mang lại rất nhiều lợi ích. Tăng hấp thu dinh dưỡng, tổng hợp vitamin K, B12, giảm viêm nhiễm, giảm lượng vi khuẩn có hại, v.v. Lợi ích của probiotics vượt qua khỏi quá trình tiêu hóa, ảnh hưởng sức khỏe và chức năng não bộ. 90% chất dẫn truyền thần kinh serotonin được sản xuất ở ruột có vai trò quan trọng trong kiểm soát trạng thái tinh thần, vui vẻ hay trầm cảm của chúng ta. Trên hệ miễn dịch, Pasteurides variolis phổ biến trong ruột người có sản xuất phân tử BSA. BSA tác động lên quá trình phát triển của tế bào. Hơn thế nữa, có rất nhiều lợi ích của robotics. Một số thức ăn robotics được biết đến từ rất lâu như kombucha, kefir, đậu phụ nhự, miso, natto, tảo spirulina. Một số thức ăn robotics như hồ trăng, lá bầu công anh non, nhíp xoắn bằng tay tự nó không chứa robotics nhưng khi đi vào mạch già, chúng kích thích sự hoạt động của nó. Và những nguyên nhân làm suy giảm robotics trong ống tiêu hóa chúng ta là việc sử dụng kháng sinh bừa bãi, cảm cúm, sổ mũi, sốt, lũ ngay kháng sinh trong chờ hạn miễn dịch được kích hoạt. Lạm dụng kháng sinh là nguyên nhân chính gây hủy hoại vi khuẩn. Bên cạnh đó, hai tác nhân quan trọng tiêu diệt lợi khuẩn đó chính là thực phẩm GMO và GBS. GBS, Ribosus Bay Herbicide, thuốc diệt cỏ nguồn gốc Ribosus. Ribosus là một loại kháng sinh và kháng nấm, là chất chính trong thuốc diệt cỏ gây ung thư cấp độ 2A/4. Nghiên cứu cho thấy rằng Ribosus tiêu diệt hệ vi sinh có ích trong đường GMO, Genetically Modified Foods, thực phẩm biến đổi gen. Sự biến đổi gen trong thực vật cũng có thể làm thay đổi chức năng của vi khuẩn trong đường tiêu hóa khi bạn ăn thực phẩm GMO. Bên cạnh đó, chỉ có cây GMO mới chịu được độc tính cao của Ribosus, trong khi các cây cỏ khác thì chết khô. Ribosus tưới đậm trên tất cả các cây trồng biến đổi gen như ngô, đậu nành, những thứ đó đem nuôi bò, sữa bò công nghiệp và sản phẩm nuôi công nghiệp cũng ô nhiễm. Chính vì vậy, thực phẩm GMO và Ribosus trở thành cặp bài trùng gây đậu độc cơ thể. Khi tiêu thụ thức ăn GMO hay thức ăn phân hữu cơ bị phun thuốc diệt cỏ đồng cỏ, nghĩa là bạn đang dùng kháng sinh không cây qua. Tài liệu cơ bản các bạn có thể xem qua: nhiễm nấm dai dẳng, khó tiêu, phân sống, tiêu chảy, táo bón, dị ứng có thể là dấu hiệu thông báo hệ lợi khuẩn của bạn bị tổn hại. Các bạn nên đi khám để được tư vấn và khuyến khích sử dụng thực phẩm robotics vào thực đơn hàng ngày của chúng ta. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.